Phạm Nữ Hòa, Lady Glitter, trong sẽ có bling bling nước hoa nữ mọi người, có hai màu đây này mọi người, xịt 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 thơm phức. Hay là giờ chuyển qua bán khô gà nhỉ, khô gà rẻ mọi người, em ghim khô gà nhá, tưởng ông bảo chặn của anh rồi mà. Em đảo rồi mà, đấy là nằm mơ, đấy là nằm mơ, không phải là sự thật đâu. Đây để em ghim khô gà không, khô gà rẻ này, có mình các chị thích ăn vặt khô gà lá chanh ghim đấy, khô gà lá chanh đấy. Mọi người mà muốn mua nước hoa mọi người cần mua trong chợ hàng nha. Đây khô gà lá chanh đấy ạ. Nãy nãy em có bật đâu, nãy là đấy là gọi là gì nhỉ, em nằm mơ 80k. Ủa anh Hoàng Long Fishing này, anh này là đam mê câu cá lắm đây này. Hoàng Long Fishing này là Hoàng Long câu cá này, chắc anh này bán dụng cụ câu cá đấy. Để lần nào sau này mà em có lấy vợ ấy, anh có thể tư vấn cho em một bộ cần nhé. Để ví dụ lâu lâu mà em có bị ra ngoài đường ngủ ấy, xong em còn có cần câu để em đi kiếm kế sinh nhai. Khu gà hiện tại đang bao nhiêu ạ? 62 à? Wow, 62 này mọi người, em ghi vào đấy, mọi người tranh thủ mua đi. Đấy anh Hoàng Long nhá, anh Hoàng Long mai mốt có gì cứ nhớ tới em nhá. Để mai mốt còn có cái kiếm kiếm kế sinh nhai chứ, ví dụ mà bị vợ đuổi ra còn có cái cần câu mà đi câu cá. Sao chị 59 nhỉ? Wow, 59 là quá rẻ luôn chị ơi, chị mua luôn đi ạ. 59 là rất là rẻ luôn, hộp 250 g mà 59 nghìn. Đấy đâu đây ạ? Mọi người mua ở ngoài làm gì mà có giá đấy? Chỉ có trên Finlay thôi. TikTok thương em, TikTok trợ giá cho em ấy. 80k đã mua ủng hộ. Em cảm ơn anh Thanh Tùng nhá. Mình phải bán hàng chứ, mình là tướng mà, mình bán hàng mà nhiều đơn hơn là mình được bật. Mọi người hiểu không? Giờ mình phải tranh thủ mình bán. Quý anh bán nhiều hàng hơn rồi mình không có tiếng nói. Mình là phải có tiếng nói trong gia đình, là mình phải bán được nhiều hàng hơn. Muốn có tiếng nói là các anh phải phải gọi là làm việc năng suất hơn, cho nên là bật tách tách được luôn. Bên này khô gà 80k. Ủa, chị có ấn vô giỏ hàng chưa? Ấn vô giỏ hàng này này. Ấn vô giỏ hàng, à ấn vô cái voucher ấy, 50k, 80k. Có mọi người có nhiều nick là sáu mấy, có mọi người là có năm mấy. Giấu quỹ đen đúng rồi. Mình bán hàng này là mình sẽ để cái tiền đấy ở trong top top. Mình không rút ra. 68k này, chị Linh 68k này. Mình không rút ra là vợ sẽ không biết được. Đấy. Mình trai phải học hỏi kinh nghiệm nhá. Mình cũng không biết bán được bao nhiêu đơn đâu. Bán một bán lúc nữa hết pin thì nghỉ. Gặp quý anh ở ngoài rất ngoan và lễ phép đúng rồi, quý anh ngoan và lễ phép này. Chị đi xem đá bóng đây, khi nào về alo chị tặng về nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị Hồng Hà nhá, chúc chị xem đá bóng vui vẻ nhá. Em thì không đam mê xem đá bóng lắm. Thôi tôi xin ông em, tôi lỡ tin giờ giờ thôi lỡ tin giờ nó nữa. Điện thoại anh á, điện thoại anh còn 12% pin. Có mượn phí ship nha chị thôi. Miễn phí ship luôn, miễn phí ship luôn. Lại bờ xin được về. Giờ là chỉ có bờ xin thôi. Ai mà có hỗ trợ cái gì thì cứ comment lên đây để em tính toán dần nhé. Để em coi thiếu cái gì. Em còn đi kiếm nhà tài trợ mua hai hộp rồi à. Cảm ơn dân nghèo chơi đẹp. Wow. Tên anh này chất hay nhỉ. Xuân Vũ Nguyễn 47 Đắk Lắk. Wow, 47 Đắk Lắk, Tây Nguyên anh em, Tây Nguyên máy định. Chắc gậy. Gậy tài là gì ạ? Em không chơi đá bóng, em cũng không biết. À cá độ à. Em không thích mấy cái đỏ đen. Đang xem điện thoại, hết pin lấy điện thoại khác chưa? Tặng xin dạng mua cho lấy. Tặng xin dạng mua cho lấy. Tặng xin dạ mua cho lấy, đúng hợp lý, câu của anh này hay đấy, em phải hỏi đấy. Mọi người tranh thủ mua hàng nhé, em đang ghim khô gà đấy, khô gà lá chanh
mua về ăn ngon à? Chưa vui hơn là mời xem mới hấp dẫn. Em cũng không thích xem lắm. Chắc xem đá bóng để đặt thế chắc đủ. Em cảm ơn chị Annie nhá. Em sẽ ship tận giường cho chị nhá. Em sẽ ghi chú shipper nhớ ship tận giường. Nhưng mà nhà chị có mấy phòng ạ? Lỡ ship nhầm giường khác thì toang. Nhưng mà nhà chị có mấy phòng để em kêu shipper ship vô đúng phòng chị. Đúng rồi hợp lý nhá. Wow. Chú bé rùa này, đúng hợp lý luôn. Quá hợp lý. Mua về nhâm nhi, xong rồi về nhâm nhi khô gà. Đấy, xong rồi cầm một ly sinh tố lúa mạch. Hai vợ chồng hoặc là có bạn bè gì đấy cũng được. Vô. Xong ăn. Wow, sắp vào rồi. 1, 2, 3 rồi. Ui, vào rồi, đội của em vào rồi. Làm một ly nữa. Quá hợp lý. Quá hợp lý luôn. Chú không dùng app à? Không, không dùng app. Cô gà mà uống. Ý là em đang diễn tả chứ không em nói thẳng này là to to nó khóa mọi em. Này, đây là sinh tố lúa mạch. Đây là khô gà, đấy mình đổ ra. Xong mình làm một ly, đúng không? Đá bào phát, vô phát là có mùi nhám luôn. Đỡ phải làm gì nhiều. Anh không nhậu à? Gọi là hợp lý ấy. Mấy cái đồ khô này mà vào những cái dịp mà xem đá bóng này, nhà nào mà thiếu chắc, nhà nào mà thiếu chắc là buồn lắm ấy. Lúc đấy phải đi chiên cá khô ấy. Ừ đúng rồi, mấy anh trai mà hay bật vợ ấy, mua cho mình một lọ nhét trong túi quần đấy, đúng không? Mấy anh trai mà hay bật vợ, mua cho mình một lọ nhét trong túi quần, khi nào vợ đuổi ra khỏi nhà lấy một lọ ra đi qua nhà bạn. Yeah. Gọi là gì nhỉ, đi qua nhà bạn kêu tao có mồi rồi, mày chỉ cần có cồn nữa thôi là hai chúng mình lại thành tri kỷ. Ủa, hết buồn luôn, hết buồn luôn, hợp lý luôn, đúng là chiến lược. Chiến lược đỉnh cao của anh em đây. Ngủ ngoài cũng được mà ngủ bên nhà bạn mình. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ ấy, vợ đuổi ra ngoài, mình đâu có thể nào nói thẳng. Mình là tướng mà, mình phải có chính kiến. Mình đi ra ngoài, mình đi qua nhà bạn chơi, nhưng mà mình phải có cớ gì chứ. Tự nhiên qua cái kêu tao bị vợ đuổi qua mày, mày có cái gì nhậu không, để anh em mình lại phải làm vài quay cho bớt buồn. Đấy, xong tự nhiên giờ qua nhà người ta bắt người ta đi mua mồi, mua thêm cồn về để uống nữa, sao mà được. Mình cầm một gói, mình cầm một hộp này qua đây. Hôm nay tao mới mua được một hộp chân gà ở trên livestream của thằng Nam này đấy. Xong rồi tao muốn qua để hai chúng mình hàn huyên tâm sự, lâu rồi chúng mình cũng không ngồi với nhau chứ đừng có nói là bị vợ chửi kiểu gì cũng bị trêu ấy. Cứ ui trời ơi, con trai con nữa gì mà không có chính kiến gì hết, bị vợ chửi. Nếu mà trường hợp mà xấu nhất nha, trường hợp mà xấu nhất là hai ông ra ngoài đường ngủ thì hai ông vẫn đang có một hộp khô gà mà, đỡ hơn là không có gì. Hình như ạc mình mới được 38k. Quá gì mà có 38k, đúng không? Mọi người thấy hợp lý không? Mấy anh trai thấy hợp lý không? Đỡ hơn là đi ra đường với cái bụng đói meo,